Wow. Rồi bây giờ mình bóc trứng khủng long ra nha. Rồi, con bóc trứng ra đi. Trứng này màu gì con? Màu đỏ. Trứng này màu đỏ hả? Rồi, con bóc trứng ra coi bên trong trứng có gì ha. Wow, con đổ ra cho bạn chó con coi với. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Kem. Đâu? Kem á. Wow, một cây kem nha, dễ thương quá. Rồi cho bạn cúng một cây kem. À, một chú lính. Đây, có một chú lính ha. Còn gì nữa không con? Một chơi. Đây, một cái đèn nha. Đây là cái đèn. Một cái đèn chớp tắt, có chớp tắt luôn. Ken ơi, wow, hồi nãy ba thấy ngoài kia có con khủng long kìa, con khủng long nó đẻ trứng á. Bây giờ hai ba con mình đi săn khủng long nha. Wow, cái này là con gì đây? Mình đem mấy chó con vô mẹ nó rồi mình đi săn con khủng long nha. Đâu khủng long đâu rồi? Khủng long đâu? Nè, ba thấy ngoài kia kìa. Wow, đó, con thấy chưa? Thôi chạy lại. Wow, cái gì ạ? Wow, một trứng công chúa và một cái đầu quay. Rồi, con nhặt đi. Để lên, rồi mình còn đi nhặt thêm mấy trứng khác nữa. Wow, nó kêu luôn hả? Rồi, bỏ vô. Rồi, đi tiếp thôi. Wow, đâu? Wow, thêm một trứng nữa. Một trứng gì vậy? À, một trứng công chúa Elsa với cái dòng xoay màu xanh nữa ha. À, đẹp quá. Còn nữa không? Wow, thêm một trứng nữa hả? Wow. Thôi, còn đâu nữa không? Trứng siêu nhân màu hồng và một cái dòng xoay màu hồng, đẹp quá. Thôi con nhặt được mấy trứng rồi. Wow, bốn trứng nữa. Còn nữa hả? Wow, đây trứng này trứng gì đây? Trứng trứng Doraemon. Một trứng Doraemon với một cái dòng xoay màu xanh lá cây. Rồi con nhặt đi. Đâu, con đưa bà con thử coi. Đây, mình có 5 trứng nha. Rồi, bây giờ mình về mình bóc trứng ra nha. Làm đi. Wow. Con cho mấy bạn chó con này bóc trứng luôn với con hả? Rồi, bây giờ mình bóc trứng ra nghe. Rồi, con lấy trứng ra con bóc đi. Rồi con cho su chơi dòng xây đi. Rồi cho su một cái dòng xây ha. Rồi, con bóc cái trứng ra đi.
Rồi bây giờ mình bóc trứng khủng long ra nha. Rồi, con bóc trứng ra đi. Trứng này màu gì con? Trứng này màu đỏ hả? Rồi, con bóc trứng ra coi bên trong trứng có gì ha. Wow, con đổ ra cho bà bạn 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 chó con coi với. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Kem. Oh. Wow, một cây kem nha, dễ thương quá. Rồi cho bạn cũng một cây kem, một chú lính, đây có một chú lính ha. Còn gì nữa không con? Một chơi. Đây một cái đèn nha. Dễ thương quá. Bây giờ mình mở trứng tiếp theo nha. Và một cái trứng siêu nhân màu hồng. Và con mở ra xem có gì trong đó không. Mấy bạn cháu con thích xem đồ chơi đó. Wow, cái gì đó. Wow, một chú siêu nhân. Đây một siêu nhân nhện nha, và một con ếch cho bạn chó con ếch này. Này cho bạn chó này siêu nhân nhện. Cái đầu dáng, đầu dáng công chúa. Chút mình dán mấy đầu dáng lên con khủng long ha. Wow, lại thêm một cây kem nữa. Vậy là mình có hai cái kem rồi. Rồi mình mở trứng tiếp theo nha. Đây là một cái trứng khủng long màu vàng. Trứng khủng long bự quá hả? Móc mạnh lên coi. Wow, bóc được rồi hả? Wow, cái gì đó, cái gì đó. Rồi con bóc ra từng món coi. Wow, một siêu nhân màu xanh lá cây, một cái kem nữa. Rồi mình có ba cái kem luôn. Wow, một chú ếch màu cam nè, cho bằng xu con ếch. Một hình dáng con chuột ha, đây là hình dáng con chuột. Và hai con chuột luôn. Là bạn chó bóc trứng hả? Rồi, ở đây mình có dụng. Rồi, mình mở trứng tiếp theo thôi. Rồi, con mở trứng ra. Mở xanh lá cây đi. Rồi, bóc trứng ra. Rồi, có gì trong đó nào? Yo, đây một cây kem nữa. Wow, một cây kem màu đỏ nữa. Rồi mình có bốn cây kem rồi. Thêm một cái một cái đèn chớp tắt. Một cái đèn chớp tắt xanh với màu vàng. Một cái hình dáng minion. Đây, hình dáng minion. Đó này. Rồi còn gì nữa không? Thêm một chú lính nhỏ xíu nữa. Rồi mình có hai chú lính luôn. Đây hình dáng minion ở đây. Wow. Rồi còn một trứng nữa đây nè. Đây là một trứng công chúa.
Elsa ha. Rồi bây giờ mình bắt chước công chúa Elsa ra nha. Đây con khủng long này đẻ trứng đây. Wow. Ba tát được rồi. Rồi ba tát được thì để đi, để cho con sợ. Rồi con bóc ra đi. Rồi có cái gì đây? Wow, một siêu nhân nhện màu xanh với màu hồng. Một cây kem nữa. Vậy là chúng ta có 5 cây kem luôn. Và wow, một cái hình dáng. Hai cái hình dáng luôn. Rồi một hình công chúa. Đây một chú ếch. Wow, như vậy là mình bóc trứng xong rồi nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra thành quả của mình coi. Ở đây mình có một chú siêu nhân, một cái đầu xây, hai chú siêu nhân nhện. Rất. Rồi đây siêu nhân nhện nữa. Ta có một con ếch, hai con ếch. Một cái kem, hai cái kem, ba cái kem nhé. Rồi bốn cái kem. Rồi ta có 5 cái kem luôn. Rồi quá trừ dòng xay với đầu dán luôn. Đây một cái dòng xay nữa. Và kem rất là luôn. Và giờ là mình bóc kem để cho bạn bạn cuốn ăn nha. Mình bóc kem để cho bạn chó ăn đi. Rồi bóc kem ra. Rồi bóc kem ra. Rồi hả? Rồi con lột cái bịch ra. Con lột cái bịch ra. Wow. Rồi con thử có ngon không? Ngon quá hả? Đây các bạn su con này có thích ăn kem không? Rồi như vậy là mình có quá trời đồ chơi luôn. Rồi con chào các bạn đi, hẹn các bạn ở video lần sau nha. Xin chào.